vấn đề đấy. Dạy cho xem. Đấy. Bây giờ hơn 8 giờ. Về hôm nay đi làm thì không có việc bạn. Về thì lúc bây giờ là 8 rưỡi này. Hôm nay làm được có 1 tiếng rưỡi thôi bạn. Thì hôm nay đến thì chiều đánh hết cái nhà vệ sinh ở bên đánh cái đây quay bạn xem. Đánh hết cái vệ sinh ở dưới này. Kỳ cọ rồi thùng rác rồi đánh sập phòng cho bồn nước tẩy bồn cầu vào đánh sạch hết cái này. Mình đánh cả cái thùng rác đỏ nhỏ này. Đánh cái đấy. Làm thì mình làm chậm cái đấy, bọn đai nó không làm, cũng chỗ đấy nó không làm. Nó cứ đẩy cho người Việt làm. Là cho mình đến làm thêm làm không phải người Việt mà mình đến làm thêm làm mà xong là đổ rác đấy. Nó không làm, nó toàn đẩy. Mình đi làm mà mấy tuần mình đến đây là hôm tuần nào mình cũng đổ rác. Mà thôi mình không sao mà quan trọng gì cả, nhưng mà có cái là nhiều khi nó ấy. Mình lao động đến đi làm thì phải chấp nhận thôi. Bọn công ty của nó bao giờ nó cũng hơn mà. Nó được ưu ái hơn. Ưu ái hơn rất là nhiều. Đúng mọi việc. Cái... chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay đi làm công trình và đi nằm ngoài trời đi xe đi không làm công trình luôn trên xe. Có cái chỗ này đẹp này. Anh em nào thích ngắm hoa chụp ảnh ra đây nhá. Hôm nay đi nhặt rác này. Đấy. Quay các bà chủ đây. Nhặt rác kiếm tháng 50 triệu nhá. Đi nhặt rác mà lại không quay rác nhặt cái gì? Vâng, ra đằng này xem. Đây, rác đây. Đấy. Đẹp chưa? Đấy. Cứ thấy có rác này là nhặt, tập kết ở kia tí máy xúc múc. Đấy. Còn không? Kia, chủ kia. Đấy. Làm chỗ này ở đâu ấy? Đấy chung. Làm ở đấy chung. Đang đấy có đâu anh Tâm ơi. Ở đây không có, ở đây sạch lắm, không có gì đâu. Đây nhá, công việc 50 triệu một tháng đây, ở đây nó ăn. Trong thời điểm khủng hoảng không có việc làm. Đấy. Luôn. Này tối nó mà quạ phải đau, có tối phải không tắm rồi, tắm kỳ là đau. Cái dây này lấy lại cho. Dây lấy về buộc. Này trói vợ không bao giờ chạy được. Làm á, con cứ mình đứng trong kì. Em đang vòng cái đẹp nó này. Đây đây anh đi đổ tí nó ôm nó cho con lại từ đầu kêu hả? Cuộc sống này nó này. Nói chung là cũng cảm ơn cuộc đời. Những trải nghiệm thú vị kìa bên Đài Loan này, sau này về thì không biết là có được vui như thế này không. Nên là cố gắng sống thôi nhé. Tạt về đường có cái cây đẹp này, hoa hồng luôn nhé. Đấy,
mịn luôn á này, nó dùng hết đường. Đây là xi thuấn, à phải thuấn này, phải chung. Rất là nhiều luôn, nó dùng ở đây này. Đang nghỉ giải lao, à nghỉ trưa đi ăn cơm. Nói chung nó cũng không vất vả lắm nhưng mà nắng bạn ạ. Nắng, nắng, thời tiết là nắng. Nhưng bây giờ nó còn có gió bạn ạ. Chứ mà nắng, nắng nóng là hơi bị mệt. Cái giỏ là các cái này của ông ấy kéo lên để người ta chuẩn bị làm nhà ấy thôi, san đất để người ta xây ấy, mình dọn dẹp các thứ cho người ta. Cứ bỏ xuống dưới à, còn lấy cái ngồi vậy. À, nhìn ra đây tới đi à. Ồ, không nên mày bí chiều à, không nên chưa sự tình, tôi là hụt. Đấy, ăn cơm là ông con nắng. Lại đi làm này nắng. Điền thật. Đi là ăn cơm xong đi làm luôn. Nhà đẹp không? Thấy xem. Nhà di động luôn đấy nhà. Kia sân bóng chày kìa. Ai bảo quả này có mận ấy, có đào quả à, cứ mận. Mận lắm. Mận này, cháy đi, cháy đi. Nó có bắt không? Không bắt gì, bắt đi về. Đây ai ai đồ đi đi hái 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 trộm mận này, quả đỏ cháy, cháy quả xanh làm gì? Trong này quả đỏ. Anh Dũng ơi đỏ lắm. Đây này, quả trên này, này trên đầu này. Đâu? Đây này. Nhìn đây này. Nào đấy? Chị hộ. Đây. Đâu? Đây là đằng sau này. Đâu? Đây 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 đằng sau. Đây chị. Nhông ơi. Ừ. Có người đó nhá. Có người đấy. Dạ. Sống. Tôi là sống. Cuộc sống này nó ăn đúng không? Đi nhặt rác, đi bằng ô tô, tổng thống đúng không? Đi nhặt rác đi ô tô luôn đấy. Lão bạn này yêu này. Lão vợ hàng to mà. Bà ba ông đây mấy con vợ ấy, được năm con á. Đoạn nào ông chụp lại được không? Đúng không? Cho anh xin con gái đói lọc luôn cái chín. Ôi chỗ này ngon quá. Ê, này là có ý kiến hay này. Tâm là có ý kiến như này. Bữa nói nhầm nhậu ấy. Đem đồ đặc rửa rau rét rửa hết cho anh. Chỉ cầm vào bì bóng vào đây là
cơm máu thôi, không ăn thôi. Không, dù gì mình đem phòng khách của anh rộng rãi hơn. Đặt thịt này kia vào bị bó qua này nấu thôi. Ừ, anh kia mình ăn. À, anh em mình. Ừ, được. Họ là mời cháy. Vô đi, vô đi. Hai ngày này nó không vô được rồi. Người ta uống trốc thì uống trốc hết đi nhà mình. Nhanh nhé. Vô, vô. Vô người. Rồi đang bay đi. Rồi đang bay nước. Ngoài trời đổ mưa rơi lấp trong tâm yêu trong nắng bay ra. Đi làm mà này còn có cả xoài đấy, ông chủ cho xoài ăn luôn. Ông chủ cho cả xoài luôn. Tôi căng chi chặt, căng chuyển đào, ôi sư, ôi sư đang chuyển, ôi sư chuyển này. 但是我不可能吃了哦，一天就太多了。哦，哦，按你就带，把。带回去。这个都可以吃。你们那边看看哈，它这个。对。这个跟。你拿，你好来xem mà có cả xoài chín xoài xanh ăn luôn uy tín luôn nha anh em nhá。哎，đấy. Đấy, đây nha, xoài luôn nhá, uy tín luôn nhá, này, đấy, ba quả luôn. Này, em cất trong chỗ này này. Quay xa lên, đứng quay cả người ấy. Chả thế sao, đây thừa. Đây này, đây chỗ này này. Chỗ này này. Chỗ này này. Những người nắm nhăn chưa? Đài Loan màu hồng đấy. Hồng Đài Loan hoa lệ đấy. Hoa của người giàu, lệ của người nghèo. Nhưng mà cũng sướng nhỉ. Nên là trước đi nhặt rác mà đi ô tô đấy. Nhưng mình đi nhặt rác đi ô tô. Phía sau là cả một bãi rác luôn. Đây, hai anh em này. Cà châu luôn. Về đây một quay luôn. Nếu mà không ở trong chăn thì không thể biết. Trong chăn có rộng. Không làm được, không trải nghiệm thực tế thì không thể nào biết được là vất vả. Đây, mình chỉ ra. Mặt bác đây, mặt bác này. Thấy chưa? Không ở trong chăn thì sẽ không thấy được trong chăn có rộng, đúng không? Quay video đẹp. Anh trưởng anh bấm cái gì đây? Anh bấm. Đâu, làm ở đây rồi. Quay cho nhà xem nhé, Tiến đi quan tâm gì mấy cái người anh làm chồng nó làm việc nam ở nhà ngủ. Để xem vác cái đi. Đời dân ăn khổ cực đây. Bọc cho nó đàng hoàng vào. Ôi dồi ôi. Cơm trưa đi bác chi đây của anh em đây. Hả? Hai bao rồi còn một bao nữa. Ờ ba người ăn thì đi rồi ăn luôn cho anh luôn nhá. Chặn Facebook đây. Cát đây. Hai đống cát, hai bao cát đây. Ở đây. Vào kia này.
chưa? Rõ chưa? Đấy, ra còn xi măng nữa, xi măng vào kia nữa. Ra mắm thằng nào gì hết á. Trên đường về đây. Xe điện đây. Đây, chân tay đây. Đây là người đấy. Nói chung là nó vác xì vác cát đấy. Đi ăn xì hết luôn. Xong mệt đấy. Hôm nay làm công nhận là cực thật. Từ ngày xưa là mình chưa bao giờ mình đi làm kiểu như này. Nó cực nhọc, mệt, điên luôn. 1.500 thì nói chung là xác định làm công việc bên ngoài này thì nó cũng tùy từng lúc đấy. Nhưng mà hôm qua thì người ta cần 3 người thì mình nghĩ chắc năm nay nên làm vất vả nên công nhận hôm nay đi làm cực thật. Đây, một cái đơn hàng mà cho những anh em mà gọi là muốn đi nông nghiệp đây, này, cho các chị này, làm ở trong cái nhà lưới này, này nhà lưới này. Nhà lưới, nhà kính. Đây là cái trồng cái cây này, mình cũng không biết là cây này là cây gì đấy nhỉ. Quên mất rồi, không nhớ cây gì nữa rồi. Quên đúng là oang chi mất rồi đấy. Trong này thì nói chung nhà lưới thì nó không có ruồi, muỗi, không có à, nhưng mà nó nhiều kiến, bạn là cây này nhiều kiến nhưng mà không có rắn đâu. Có rắn, đây, những cái đơn nông nghiệp đây. Hôm nay thì mình đi làm thêm bạn. Thì đi làm gì là đi cuốc đất này. Cuốc cái đất này, cuốc cái sới sới này để nó chắc là người ta gieo. Đây tiếp này, đây là cái cây, mình quên mất cái cây này cây gì rồi bạn. Cuốc được có 10 năm, à cuốc được có gần 1 tiếng mà nóng quá bạn, ui kiến thôi chết rồi, xong rồi. Cây này cây chanh dây bạn ạ, mình cũng nghi như thế mà đúng thật. Bây giờ nhìn thấy quả. Tại quê cũng cái trồng, tại vì quê ngày xưa là trồng cái này nó có hay có con rắn lục các bạn. Nhưng bên này thì hầu như nó không có, trước cửa nhà mình cũng có mấy cây này. Đây quả đây này bạn ạ. Đấy, quả sai không? Đây quả đang chuẩn bị là to. Quả này phải đây quả đây. Và khoảng tháng 2 tháng nữa thì mới chín bạn ạ. Đấy, từ sáng giờ mới làm nó có từng đây này. Đập 4 ô. Làm được 4 ô. Mà thời gian ăn trèo là phải cuốc hết cái đống này. Căng bạn ạ. Nếu mà giá tôi khoảng 1 ngày 1.300-1.400 thì cố gắng chứ còn. Nếu mà cái lần nào mà đi mà cũng cuốc cái này thì chắc là cũng nghỉ sớm bạn ạ. Tại vì là nó quá vất vả đấy. Mà nước non không có, cơm trưa còn không có luôn bạn ạ. Chỉ được 1.100. Không có việc mới phải đi làm như này thì bạn ạ. Chẳng ai muốn đâu. Mà bạn uống nước nhá. Ở ngoài nó còn mát nhưng mà trong cái nhà lưới thì nó nóng bạn ạ. Đây. Thế nên là các anh chị nào mà có ý định đi cái đơn nông nghiệp ấy thì phải chuẩn bị trước, là mùa đông thì nó cũng ấm đấy. Mà mùa hè thì nó cực kỳ nóng, mà làm trong này thì nó làm nhiều loại cây được, nó trồng được nhiều loại cây bởi vì là nó ít bị sâu bệnh ấy, bởi vì người ta trồng nhà kính ấy. Cái cây rồi vun đất các thứ rồi là rồi có thể là vun thuốc sâu, nói chung là đã đi làm nông nghiệp thì nó cũng như ở mình thôi, nhưng mà bên này thì có cái là cái đồng lương của nó cao hơn bạn ạ. Mình sẽ nghỉ một tí xong rồi sẽ tiếp tục chiến cái đống này. Cố gắng nhé bạn. Đây là quả. Đây, bên đây nữa này.
nhiều lắm bạn ạ. Đây những cái quả này thì nó còn đang còn nhỏ. Bây giờ nó phải đen đen cơ, nó phải tím tím thì nó mới chín. Sáng giờ đấy. Được có một tí rồi đấy. Này, những cái đất ở đây này, nó có nước, cả hôm qua nó mưa ấy, nó còn mềm đi, những cái đất ở cái cạnh này, hoặc là những cái đất này. Nó rất là cứng luôn bạn, cuốc cuốc. Ngoái tay luôn. Vừa đi mà cái bà cái cho nước đấy, mà chủ cũng chả nói nước non quá ấy. Nóng. Bạn tính ở bên ngoài ấy. Đấy. Nó còn mát, nắng nắng tí. Bên trong này, ui giời, thôi. Chịu luôn. À cái này nó có bạt bên trên bạn, mưa cũng không xả đâu. Đây người ta trồng rất nhiều cái cây này như cây thông nhỉ bạn, có phải cây thông không? Đây. Bèo bọt quá, làm mà giả ngày gịt mốt mà. Nó thực là toàn công việc vất vả đấy. Cái này là người ta cài cả mật khẩu luôn bạn. Đây, cái này có mật khẩu này. Nhưng mà mình vừa đi một tí nên là mình cũng không dùng bạn. Chủ thì không có ở đây đâu, có vừa có một cái chị người làm người đài thôi. Họ đến đây họ xem mình làm thế nào ấy. Nhìn mốt mà. Cục đất. Điền thật. Nói chung thì cũng nó cũng không thực sự là gọi là quá cực lắm. Mình cứ làm một vài hôm là mình cũng sẽ quen thôi mà. Thế nhưng mà nó bèo bọt quá bạn ạ. Giả có nghìn mốt thực sự là. Nó mệt bạn ạ, trong này nó nóng. Lần đầu tiên mình làm trong cái nhà lưới, nhà kính này. Thế nên là các bạn nào mà có ý định, các chị ấy, các bạn trẻ chắc không đi. Còn các bạn đi bên Nhật thôi. Còn bên đài nếu mà, nếu mà các bạn mà có ý định mà đi cái đơn các chị thôi, các chị thì không, các bạn thì ấy, mà có ý định đi cái đơn nông nghiệp ấy này, thì nói chung là cũng cân nhắc. Nhưng mà theo em ấy, nếu mà có khả năng được ấy, thì các chị nên đi cái đơn hộ lý ở trong bệnh viện ấy, hoặc là làm trong cái viện dưỡng não ấy này, thì là nó sẽ hay hơn. Nói chung là nó hơi hôi thối tí, đàn ông, những cái ông cụ già ấy, nó hơi bẩn một tí, nhưng mà nó còn trong nhà, nó còn mát chứ mà. Đây, đi làm cái nhà lưới mà hôm nay nào, hôm qua nó còn đỡ, hôm nay nó oi. Này nó oi nhưng mà nhiệt độ nó cũng không cao lắm, như mấy hôm vừa rồi mà nắng nóng như mình đi cắt cỏ công ty thì ui dồi, chết ngốp luôn bạn. Nóng thực sự luôn này. Cái bình này mình nói thật nhá. Cái bình này là cái chai này là khoảng mình xem đây là bao nhiêu lít. 1,5 lít bạn ạ. Cái chai này là 1,5 lít. Chắc là mình uống chỉ từ giờ đến 12 giờ là hết bạn ạ. Nóng, nóng lắm. Thôi thì nói chung là các bạn thì nếu mà có khả năng học hành được ấy, kiếm cái ngành cái nghề mà làm bạn. Chứ đi bôn bà sư đài thì nói thật là nếu mà các bạn nào chịu khó mà vào gặp may mắn ấy, thì vào những cái công ty mà nó tốt ấy. Đấy. Thì là nói chung là các bạn nó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng mà về lâu về dài thì cũng không có ngành nghề các bạn ạ. Dù kể cả các bạn có dư giả đi một chút tiền, nhưng mà sau này về các bạn cũng xây nhà, lấy vợ, lấy con, đặc biệt là con trai, nó lại cũng tay trắng về không bạn. Như mình thì không có khả năng học được tiếp đấy. Thực sự là gia đình thì không có điều kiện để học tiếp đấy. Thế nên là thôi thì mình cũng phải chấp nhận ra ngoài đời sớm bạn. Thực sự là như vậy. Chứ còn nếu mà các bạn mà còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì cứ cố gắng đấy. Hãy nhìn mình ấy các bạn, nếu mà các bạn nào, nhiều bạn cũng rất là tinh ý mà xem video của mình cũng hiểu được cái cuộc sống của mình đấy. Thì các bạn cứ xem những cái video của mình, các bạn sẽ thấy đấy, một cái thân hình gầy gò mà sang cũng không may mắn đấy bạn, nay việc này mai việc kia, nói chung là cũng cố gắng thì mới có tiền, thế nhưng mà nó không may mắn bạn. Người ta thì có thể này nhàn nhủng các thứ như người ta ấy, nhưng mà đối với mình nó không có những cái nhàn đó bạn, nó đã cực mà còn tiền còn ít bạn, lại làm nó cũng buồn, nghĩ cũng tủi thân, nhưng mà thôi cố vậy bạn. Hơn 10 giờ mà chưa được một luống đây, không biết liệu từ giờ có xong được không đây. 4 luống này đấy, cực lắm bạn ạ. Mà chưa còn không có cơm, còn đi mua cơm ăn nữa đây, điên thật. Đây, ui trời, làm được hết cái đường này rồi. Đây, làm được hết cái đường này. Đấy. Một cái đường bên này. Rồi, bây giờ sang cái đường bên này. Cái đường bên ngoài kia là có người khác cắt. À, cuốc, đây mình cuốc ở đây mà bạn. Đây. Cái đất này.
ui nó cứng đây. Mà còn đào sâu xuống nữa thì chịu, mà nó cứng nó khô. Chắc là mình nghĩ là mình không làm được bạn ạ. Chắc chưa về thôi. Giá bao nhiêu thì giá chứ không làm được bạn ạ. Đất nó khô nó cứng xong nó mệt, mà làm trong nó long không chịu được. Làm ở ngoài vất vả thế mà cũng còn cố gắng làm được hết ngày, chứ còn làm ở trong này đây. Trên này nó bịt ấy, nó nóng, nóng không có tí gió gì cả. Ui trời, nó toát hết cả mồ hôi ra, nó không, không kiểu nó không, người mình nó không ấy được ấy. Đấy. Đây mà đất này, đây, đấy. Cho bạn xem này, đất này. Đây cái chỗ này còn mềm một tí. Đây. Mà cuốc phải cuốc sâu hết ở dưới này. Đấy. Ui trời, cũng nhằn, khó nhằn phết bạn. Xong cái dây này nó cứ mắc này. Đấy. Xong cứ lại đi về vén lên trên như này. Vừa nãy bên kia mình còn lấy cả cái cào kia, cái cuốc kia, mình ấy nó ra. Ui. Nóng bạn ạ, làm trong nhà kính này vất vả lắm. Chắc là không trụ được rồi bạn. Về thôi. Nóng lắm. Đấy, thế nên là thấy mấy anh em mà đi làm trong này nó có cái, mấy anh em có mua cái quạt, áo quạt điều hòa ấy đây. Nó còn đỡ tí chứ nó bí, nó kín. Ui trời. Người mình này. Các bạn nhìn mặt này các bạn biết được, người nó còn ướt nữa. Đấy. Bây giờ là 11 rưỡi rồi. Cố để cuốc, nếu mà chắc không cuốc được hết cái đống này đâu. Đây thì thôi, chiều thì về thôi. À, một ngày là người ta tính là 1.100, không có cơm ăn gì cả, có nước trắng uống thôi. Đấy. Nếu mà trừ cơm đi, gọi suất cơm bây giờ ngon cũng phải 100 rồi, còn 1.000. Mà bạn tính bằng cuốc như này làm nó không đáng đồng tiền bạn, mình thực sự luôn như thế. Không chịu được nữa rồi bạn. Đấy. Mình làm hết cái dãy này rồi. Đấy. Dãy này cuốc được vào đây một tí. Còn ở đằng kia nữa. Đấy. Mấy bên này thì xong rồi. Xong rồi bạn. Hết cái dãy này nó cũng rơi vào độ khoảng tầm 6-70 mét đấy bạn. Hết cái đường dãy này. Nhưng mà không chịu, không nổi nữa rồi bạn. Tiếng Trung người ta gọi là sâu bu lẻo ấy. Còn làm không nổi là chua bu lẻo. Chịu không nổi là sâu bu lẻo. Nửa bình nước rồi đấy. Mà uống từ lúc 10 giờ đấy. Chắc 2 tiếng hết đi rưỡi bạn. Đây có cái vòi nước thì nước này thì không khác gì là nước ấy bạn. Nóng kinh khủng luôn. Rửa qua cái bình nước thì để nó bẩn quá. Về thôi. Đây cho các bạn xem này. Đây các bạn biết đây cái gì không? Chê một tí. Đây là kiến bạn ạ. Kiến tiếng Trung gọi là mái ỉ đấy. Nó còn đang ngủ đấy, nó mà bò vào người thì thôi điên luôn. Đi này cứ phải cúi cúi bạn, người nó cao, đứng này. Đấy, ra ngoài này nó còn có gió bạn, chồng lòng không chịu được. Đây, xe sáng vứt ở đây này, đây. Nhưng mà lắng ngồi lên dãy nấy lên, đấy, cái khu này lên núi bạn. Ui, vào cái ốc cây này mát, vứt xe đây này. Quả xoài à? Không phải. Ui nhãn ngon lắm này. Nhãn to không? Đấy. Nhưng mà không dám vặt. Ở bên này thì nói chung mình không dám vặt linh tinh đâu. Vặt linh tinh rất là mệt. Đây có cái quả dụng này. Đây, đây có quả dụng này. Không biết là trong có thịt không. Ở mình thì đang bốc nong nhãn này, này. Bên này nhãn rất là nhiều. Này. Đấy, sai không? Đấy, như ở đường này. Đấy, như này tối là tập kích được ấy, nhưng mà ban ngày thì sợ. Tại vì nhà là người ta ngay ở đằng này ấy. Đấy. Mình để ra. Mà không làm được. Ủa, chân tả vũ léo rồi này. Có lúc chúng ta không làm việc 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 này. Ra được nửa ngày luôn. Nói chung là mình cũng cuốc chả được bao nhiêu nhưng mà ấy thế, cuốc chưa được 2 luống. Nó vẫn giả tiền trong khoảng. Cái này nếu mà làm chiều mà thực sự nó cũng không làm mà. Kiểu lần việc ở đây nó cũng không cố định nhưng mà ấy là 500 là được 8 năm 40 khoảng được
400 nghìn, gần 500 nghìn cả ngày, nhưng mà khó nhài lắm bạn. Thôi đi về thôi.